Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Quân Toriko đây. Rất vui khi là bạn trong series Rust City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Thứ bảy máu chạy về tim, chủ nhật thân mật xung vầy. Và ngày hôm nay trong video của chúng ta sẽ có một nhân vật được tăng thêm sức mạnh, đó chính là anh chàng đang gánh tem ở Master Mode trong đội hình của mình, chú rồng thân rừng nhà các bạn. Và chúng ta sẽ tăng thêm sức mạnh cho nhân vật này bằng cách là tiếp thêm một viên bơ các bạn nhé. Và đó sẽ là Reaper. Thành thật mà nói, nếu như có thể gắn vào bơ đam thì gắn bơ đam cho những chú rồng Arcana là ok nhất nha các bạn. Nhưng mà trong trường hợp chúng ta vậy là đang giữ bơ đam thì cứ gắn vào trước đó là Reaper đi. Rồi sau này nếu lỡ như mà có bơ khác ngon hơn hoặc là đã có dự định gắn vào bơ đam thì có thể là gỡ Reaper ra luôn nha các bạn. Gắn vào một viên là được rồi, còn nếu như gọi là ok hơn nữa thì cứ gắn vào 2-3 viên gì đấy các bạn. Đấy, và còn bơ hồi sinh thì mình vẫn để như vậy. Quay hiện tại là 7 với 7, rất là đồng đều phải không các bạn. Còn những chú rồng còn lại, đội trưởng và thủ lĩnh clan, chúng ta có thể chiến đấu mà không cần bơ luôn các bạn ạ. Thật là anh dũng. Và thế là chúng ta đang có 10 lượt đánh phải không các bạn. Như vậy thì mình có thể là vào những trận đánh để mà cùng nhau xem thử sức mạnh của chú rồng là Arcana thân rừng sẽ như thế nào sau khi gắn vào bơ nha. Wow, mình có cảm giác là đối thủ của mình đang yếu hơn. Có lẽ nào là do gọi là thời gian ít nên mọi người đa phần đều đánh lên rank hết trơn rồi. Với lại mỗi lần phải đánh gọi được đánh 10 lượt nên mọi người đánh rất là hăng hái. Thành ra là chúng ta không kiểu như là tranh thủ thì ôi. Đó chính là chú rồng được chọn các bạn nha. Không tranh thủ thì mọi người đánh lên hết trơn luôn rồi đó. Ok, và đó là SKA Tịch Tàn Kiếm Phổ. Yes, ui, hai chú rồng được chọn luôn. Vậy là anh bạn này chúng ta gọi thích chơi đội hình được chọn. Nhưng mà rất tiếc đội hình được chọn nhưng không được đầu tư đến nơi tới chốn, cũng bị hạ gục trước gọi là những lý do của chúng ta thôi các bạn nha. Và vì một cái tính chất khá đặc biệt của mùa rank này, đó là mỗi lần skip tìm đối thủ mới phải mất một game. Thành ra là mình hầu như là gặp đối thủ mạnh hay là yếu gì mình cũng đánh luôn các bạn ạ. Và như thế thì nếu như có thua thì chúng ta cũng đâu có phải chờ rồng hồi sinh đâu các bạn. Đó là một lợi thế cái gì đấy. Không thể nào chú rồng bên kia lại mạnh mẽ đến như vậy. Sử dụng sức mạnh của lá và chúng ta tiếp tục bị chú rồng bên kia gọi là giả như giả gạo các bạn ạ. Và thế là mình phải dùng thủ lĩnh clan 8 để mà có thể phát huy hai đòn đánh của mình, khiến cho chú rồng kia mất đi viên bơ. Nhưng anh ta không dừng lại, anh ta chém những cái phát kiếm vô cùng là sát phạt lên người của chúng ta các bạn ạ. Chứ vậy mình phải sử dụng đội trưởng để ngăn cản đòn đánh này. Nhưng chú rồng tiếp theo lại khắc chế đội trưởng. No, chuyện gì đang xảy ra? Và thế là mình cho thần rừng vào, nhưng thần rừng cũng bị đánh thêm một phát nữa mới chịu dừng lại các bạn. Thì ra cái lượng speed của thần rừng đã kém hơn chú rồng bên kia chăng? Và chính vì như vậy nên có lẽ ta cần đến no, kể cả thủ lĩnh clan 8 cũng bị khắc chế luôn các bạn ạ. Và là trận này xác định rồi, xác định là phải khoan đã. 3%, có 3%, chúng ta có thể là chạm được các bạn. Hay quá, cơ hội vẫn còn đó, xem nào. Ui dồi ôi, cơ hội vẫn còn đó các bạn ạ. Nhưng chỗ này có tới mới hồi sinh luôn á. Để xem nào, cơ hội có mỉm cười cho chúng ta không? Cố lên nào, ừ, có cơ hội. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, và chính xác là nhờ vào Reaper mới được tăng thêm sức mạnh cho chú rồng thần rừng, chúng ta mới chiến thắng trận đấu lần này. Wow, cách biệt chiến thắng chỉ gọi là trong vòng là việc chúng ta gắn vào đó một viên Reaper thôi các bạn. Nên nếu như có gọi là Reaper rảnh và chưa biết gắn gọi là bơ nào cho những rồng chủ lực của chúng ta thì các bạn có thể là gắn vào Reaper tạm thời cũng được các bạn ạ. Ok, mà sau này sao mà lấy ra thì chúng ta cũng không nhất thiết phải lấy ra đâu các bạn ạ. Có thể là tiên hạ thủ di cường rồi. Và đây thì mình có một cái chiến thuật khác, đó là chúng ta cho thần rừng vào đánh. Để làm gì các bạn? Để mà chúng ta phải gọi là tranh thủ được cái skill của thần rừng đó, thì chúng ta gọi là còn đánh lan nữa và hồi máu lên. Và chính xác là như vậy các bạn. Hơn nữa còn sát phạt luôn chú rồng này, 3% phải không? Biết ngay mà. Thế là đi luôn. Trời ơi, quá ghê gớm, cái gì đây? Rồi bên kia chưởng một phát rồi đang khinh thường chúng ta ư? Đó chỉ là do kém may mắn thôi các bạn ạ. Quá ghê gớm, thế là chúng ta đã có một pha cân ba các bạn ạ. Uầy, quá là ghê. May là ba chú rồng bên kia mới level 55, cân ba là đúng rồi các bạn ạ.
với sức mạnh của rồng Orcana không thể gọi là bị khinh nhờn được các bạn á. Và đây là đây là vẫn là đội hình như vậy, nhưng mà mình cứ đánh thôi các bạn. Mục tiêu của mình là đánh nhanh thắng nhanh phải không các bạn? Rồi, chúng ta lại tiếp tục sử dụng đội hình đó. Đó là trong vòng quay mà chúng ta biết chắc chắn sẽ chiến thắng thì cũng không nhất thiết phải làm như vậy. Nhưng mà tại vì nhân vật chính chúng ta chính là IK thần rừng má đó. Và để được chu rồng này 6%, ok 6% là thoát nạn đấy. Nhưng mà gì đây, đánh hai phát luôn á. Ghê thế. Ui, chu rồng này chưa gì bị vỡ lay rồi các bạn ạ. Đó là một trận chiến vô cùng gian khổ với chu rồng TT. Và hẳn là chu rồng TT nếu như nắm top được chúng ta thì chúng ta cũng phải nằm xuống cùng lại chu rồng TT các bạn ạ. Trong khi chu rồng TT hồi sinh lên với 6% chúng ta không chạm được. Nhưng mà mình thì sẽ nằm xuống nếu như bị một đòn nào đấy thương tổn các bạn. Rất tiếc với chu rồng kia là mình có tịch tàn kiếm phổ. Ok, và thế là mình đang sắp đến cái rương này rồi các bạn ạ. Điểm của mình cũng đang gia tăng một cách chóng mặt không ta? Cũng chóng mặt đấy. Vì mình có tới 10 lượt đánh lận ma. Uầy, hơn nữa thần rừng còn có thể khắc chế những chu rồng có hệ gió đầu tiên. Hay quá chưa, hay quá chưa, cái gì vậy? Còn bên kia cũng gọi là khắc chế mình á. Đâu có dễ. Ui, đó, vẫn là hai phát chứ mình đi luôn á. Level 60 á, level 60 mà tàn bạo quá vậy. Wow, đến chu rồng này thì chúng ta đừng nên giấu giếm con bài tịch tàn kiếm phổ nữa các bạn. Lấy ra xài đi. Trời ơi, hiên nhiên kiếm. Thế là chu rồng này tiếp tục sử dụng những đòn đánh vô cùng đau thương lên người chúng ta. Nhưng mà chúng ta lại trả lại những đòn đánh thương đau lại các bạn ạ. Ui, đấy, chỉ cần như vậy thôi. Và đây là chu rồng cháy đất. Đội trưởng. Hay quá. Ui, đánh hai phát luôn. Ừ được, ngon. Đẹp dai. Đẹp dai. 3% nè. Đã phải chết. Đó. Với sự gọi là đẹp dai của chúng ta thì chu rồng bên kia không thể nào đỡ nổi các bạn ạ. Và thế là mình lại lấy được cái hộp này. X3 đi. X3. Ôi trời ơi, X3 luôn các bạn ạ. Nói giỡn mà. Nó chơi các bạn, nó chơi mà được luôn á. Ghê. Ok, ghi nhận nha. Vậy có cơ hội rồi, còn 3 ngày nữa hả? Hèn gì gấp rút như vậy các bạn, 3 ngày nữa là lại hết mùa rank rồi. Để xem nào. Oh no, tại sao ta mới có gọi là 14 trên 25 vậy? Nãy mới được 3 cái kia luôn mà. Có lẽ nào là do mình bỏ lỡ nha. Mà rương mình thì vẫn đang hồi tích cực các bạn ạ. Không sao, vấn đề đó chắc không sao đâu. Còn khoảng tầm là hơn 3 ngày nữa thì vị trí dành cho chúng ta khoảng tầm là 6 đến 7 chiếc rương nữa các bạn ạ. Và thêm chiếc rương mình đang có ở đây thì chắc là mình có khoảng tầm từ 7 đến 8 nếu mình không bị sót rương nào. Và trong số đó mình có 14 điểm không? Ví dụ giả sử như 8 chiếc rương đấy mà đều mở ra một thì mình cũng có 22 điểm rồi. Mà sao lại 8 chiếc rương đều mở ra một điểm không các bạn? Giả sử thôi. Cho nên là cơ hội vẫn có nha. Chỉ cần một trong số những chiếc rương đó có nhiều á, mở ra 2 và 3 thì chúng ta đã gọi là yên tâm phần nào rồi các bạn ạ. Và đó là một pha tịch tàn kiếm phổ. Yes. Vốn dĩ lượng rương đã ít nên chúng ta phải gọi là biết phân phối thôi các bạn ạ. Khoan đã, mấy phần trăm đây? 6%, 6% thì không nói gì. Ồ, nhưng mà hình như ván này chúng ta thất thủ rồi. Ôi, cái gì vậy? What? Cái gì vậy anh trai? Ủa, kỳ lạ các bạn. Tự dưng không á. Thôi không sao các bạn, cũng quên trận nãy rồi. Và thành ra đây là cản bước đường mình để mà đi lên trên đây sao? Được, hảo. Nếu như những chú rồng kia đã hảo hán như vậy thì mình cũng không che giấu làm gì. Ta hãy gọi là tranh thủ chiến đấu đi nào. Đó, hai phát luôn. Thêm phát nữa chắc là chưa chết, nhưng mà không sao. Không sao đâu, bởi vì chúng ta đã có thần rừng. Một phát và say goodbye luôn nè. Còn ai nữa không? Vào đây luôn đi. Hai phát đi. Đấy, để mình hồi máu lên nè. Và lấy được cái lực chủ động rồi đó. Chưa gì lấy được cái lực chủ động là bên kia chú rồng cuối cùng này mệt rồi đó. Nhưng trước khi chú rồng đó mệt thì mình phải để cho chú rồng bên đây mệt đã các bạn ạ. Cái gì đây? Sao liên tục tung ra những đòn đánh bào máu quá vậy? Đóng băng đi nào. Ok, bây giờ thì thần đá nè. Ui dồi ôi, sức mạnh của đá các bạn ạ. Và đó là
sức mạnh của đá. Wow. Ok, và mình vẫn còn tới tận là 3 lượt các bạn ạ. Yeah, 10 lượt đánh quá là thống khoái các bạn. Đánh sẵn luôn á. Trời ơi, chú rồng này được tăng gọi là vừa đứt và lửa nè. Đánh luôn á. Quá ghê gớm các bạn ạ. Thì ra chúng ta gọi là gan to như vậy. Ok, rồi sao rồng vẫn không bị si nhê mà. Thì cứ đánh thôi các bạn. Đấy, cứ đánh thôi. Đây chú rồng này 3% xác định luôn. Phải bị gọi là Reaper chạm đó các bạn ạ. Đấy, được rồi, phải bị Reaper chạm thôi. Ui, Saturn thế nào cái pha còn miếng máu vậy. Rốt cuộc cũng phải ra đi các bạn ạ. Nhưng mà không sao, không để cho chú rồng mà kia ra đi một mình đâu. Chú rồng này phải bồi tán theo. Wow. Chú rồng này lại tiếp tục đánh mình hai phát như chưa có chuyện gì các bạn ạ. Hồi máu lên nào. Yeah, mình phải gọi là đi thôi. Đây, thủ lĩnh Clan 8. Một kiếm nè, nhất kiếm thiên hạ, nhị kiếm giang sơn. Wow. Giờ là tam kiếm là quy tiên nè các bạn. Tam kiếm quy tiên. Wow. Rồi, để được chu rồng này thì sao? Chúng ta sử dụng đòn đánh giật giật các bạn ạ. 232k hồi lên đầy máu. Quá đáng lắm luôn các bạn. Yeah. Và như thế là đã giành được chiến thắng trước một kẻ thù vô cùng hung hãn nha các bạn. Ấy, 3 điểm cho tôi mà. Đó, có thêm 3 điểm rồi các bạn ạ. Không lùi bước các bạn, không ngại khó khăn, không hề lùi bước. Phải nói là hơi không thích skip nên gặp là bem thôi các bạn ạ. Nào, với lại 10 lượt mà dài lượt lắm, đánh muốn đánh hết là chúng ta cũng gọi là nếu mà cứ tìm thì vừa tốn game mà vừa tốn sức nữa các bạn. Đó, nên thôi, nó sẽ gọi là gặp đâu đánh đó. Thua thôi nha. Ui dồi ôi, vô đồng bên kia. Hay đấy, mạnh đấy, khá đấy. Hai phát không? Mình nhớ rõ bạn ăn đủ. Ui dồi ôi. Vì đây cũng muốn chém mình phong phanh hai phát các bạn ạ. Nhưng mà khoan đã, ai đây? Trời ơi, hello. Lên được nửa cây lại rồi các bạn ạ. Ok, và giờ là đến đội hình nào đây? Phải là đội hình này các bạn, có vẻ như là đội hình xịn ta đi lên cao hết rồi. Nên còn lại chúng ta ở đây và sẽ là một cái gì đấy rất là ghê gớm các bạn. Một chạm nè, ui dồi ôi. Tiếp tục nha, mình xin luôn. Rồi, bye bye. Ui ôi, chưa. Vẫn chưa các bạn ạ, vẫn còn rất là khoan. 3% mà, mình chạm một phát là được rồi mà. No, sao cứ gặp chú rồng Boulder này là ý như rằng chú rồng nó đánh mình hai phát các bạn. Lúc nào cũng vậy luôn á. Ừ, được, nhớ nha, nhớ mặt nha Boulder. Rồi, chú rồng Boulder lại phải nhớ mặt mình rồi các bạn. Đấy, mình chạm một phát nè, rồi, nhớ mặt. Đây. Đưa cái mặt vào đây, Wow, một chạm, đấy. Nghe tiếng tin khung các bạn. Đó đều là những âm thanh rất là nhạy bén. Ok, dùng sức mạnh đàn áp. Hồi máu lên đàn áp. Thôi, quá đàn áp các bạn ạ. Cứ hồi máu lên để đàn áp thôi các bạn. Rồi, và như thế là mình đã đánh xong một mạch 10 trận. Có vẻ như sức mạnh của thần rừng đã giúp đỡ cho chúng ta rất là nhiều. Và sắp sửa là lên luôn Run Master 2 rồi. Phải lên sớm thôi chứ thời gian cũng không còn nhiều các bạn ạ. Đấy, thời gian kiểu không còn nhiều nhưng mà mình vẫn nghĩ là đánh được đủ phù hợp thì vẫn sẽ có vật phẩm kho báu của mùa tiếp theo thôi các bạn ạ. Wow, cái quả trứng này up rồi, cũng xong rồi nè. Giờ chúng ta sẽ cho quả trứng này ra nha. Ôi giờ đây có nhiều quả trứng quá vậy. Đấy, cứ gọi là để dành chỗ đi các bạn ạ. Nhiều, rất là nhiều luôn. Đây rồi, summon. Ok. Đấy, 2 tiếng 23 phút các bạn ạ. Rất nhanh. Cái này mà làm nhiệm vụ clan là có tính là siêu nhanh không ta? Cần 2 tiếng mấy cứ cho những chú rồng được chọn up ra là. Ui, thành công like được thêm một chú rồng gọi là bling nữa nè các bạn. Và thêm nữa là mình cũng like thành công thêm một chú rồng ping ở đây nữa nè. Trời ơi, vậy là sắp bling 5 sao rồi. Phải 5 sao rồi các bạn ạ.
chuẩn bị sang công thức mới rồi. Rồi, đừng nói là dính thêm nữa nha. Dính thêm mệt luôn. Để tính ra cái chỗ này là like được 3 chu rồng liên tục các bạn. Quá ghê gớm luôn. Ui, gì ghê vậy? Được luôn các bạn. What? Trời ơi, cái chỗ này, cái công thức trên đây chung là quá mạnh các bạn. Ngày mới like được 3 chu rồng liên tục rồi like vài phát không ra rồi tiếp tục like thêm phát này lại ra rồi các bạn. What? Ghê vậy? Kinh vậy? Cái sức mạnh gì đó mà nó quá là kinh điển các bạn ạ. Thiệt sự luôn, trời ơi. Căng vậy ta. Căng quá các bạn ạ. Xem nào, xem chúng ta gọi là có bao nhiêu rồi. Ok, cho những chu rồng này ra. Đây là hết chu rồng kia rồi nha các bạn. Đây thì bling chúng ta đang có là 709. Mà thế nào chúng ta gọi là lại có thêm 3 chu rồng bling ở đây. Vậy là full công thức rồi. Trời ơi, cần khoảng tầm là 1 tới 2 thôi. Thực ra là cần 1 thôi các bạn nha. Mà mình like được đây 2 chu rồng và đây nữa là dư 2 chu rồng rồi các bạn ạ. Wow, gì ghê ta, gì căng thẳng quá vậy. Căng thẳng mệt mỏi thiệt sự các bạn, áp lực quá. Like lúc thì like lâu lâu mới ra được một chú rồng mà giờ like thường xuyên luôn các bạn, kiểu mà thường xuyên hơn trước á. Trời ơi, nó đã gì đâu luôn. Rồi vậy là xác định rồi nha, hoàn thành cái công thức của chú rồng bling rồi các bạn nhá. Chúng ta sẽ gọi là có cái sự suy xét để sang công thức mới sau nha. Ok, và có lẽ video của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.